mình đã để sẵn cái này nhé. Phiên thứ hai của chúng ta, tầm nhìn của ASEAN sau 2025, ASEAN sẽ đóng vai trò gì ở Biển Đông? Phiên này sẽ do Đại sứ Nguyễn Đức Hùng chủ trì. Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, nguyên là trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada. Và trong phiên thứ hai này chúng ta sẽ có 6 diễn giả. Ông Uma là giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Sun Chan từ Brunei. Tiến sĩ Junaipati Jala, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia. Tiến sĩ Chiang Valaris, Chủ tịch Viện Tầm nhìn Châu Á của Campuchia. Ông Sherryman Lockman là chuyên gia nghiên cứu, phòng nghiên cứu an ninh và chính sách đối ngoại của Viện Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược ISIS Malaysia. Tiến sĩ KV Chang Kitavon, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ISIS Thái Lan. Và cuối cùng, ông Richard Javadrian, nghiên cứu viên tại Viện ADR Trust Space Philippines. Vâng, sau đây tôi xin nhận lời cho Đại sứ Nguyễn Đức Hùng. Vâng, xin cảm ơn. Thưa các quý vị, tôi xin mời các quý vị chúng ta hãy ổn định vị trí để có thể bắt đầu phiên thứ hai này. Trước hết, tôi sẽ nói rất là ngắn gọn về chủ đề của phiên thứ hai này, cũng như là các cái quy tắc của phiên thứ hai này. Biển Đông được coi là một trong những cái thách thức chủ yếu đối với cộng đồng ASEAN đến năm 2025 và sau 2025. Và chúng ta cũng không thể từ chối cái thực tế này. Và ASEAN thì cần phải thẳng thắn giải quyết vấn đề bằng một cái tầm nhìn rõ hơn về cách thức mà ASEAN có thể sẽ đương đầu với một loạt các cái vấn đề sẽ nổi lên ở Biển Đông, cũng như là những cái tác động đối với ASEAN và các quốc gia thành viên của ASEAN, và ASEAN sẽ có vai trò như thế nào để xử lý các vấn đề này. Thế thì trong phiên này thì chúng ta sẽ thảo luận các cái câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, Biển Đông sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường chiến lược của khu vực này sau năm 2025? Câu hỏi thứ hai, ASEAN sẽ hình dung như thế nào về bản thân họ trong cấu trúc an ninh khu vực, đặc biệt là trong việc giải quyết những cái vấn đề an ninh truyền thống cũng như vấn đề an ninh phi truyền thống ở Biển Đông? Và câu hỏi thứ ba, vai trò nào sẽ phù hợp nhất với ASEAN? Liệu có phải là quan sát viên, hay là trung gian hòa giải, hay là một chủ thể đóng vai trò trung tâm và tích cực trong quản lý tình hình cũng như là thúc đẩy hợp tác trong khu vực này? Và cuối cùng, làm thế nào ASEAN có thể tăng cường được vai trò của mình? Như vậy, ngày hôm nay chúng ta có 6 diễn giả theo danh sách. Các diễn giả cũng đã sẵn sàng rồi. Có lẽ là tôi cũng nêu các quy tắc của chúng ta ở trong phiên 2 này. Các diễn giả, chúng tôi rất mong các diễn giả sẽ trình bày tối đa trong vòng 7 phút. Và tất cả những cái ý kiến nhận xét, đóng góp hay câu hỏi thì cũng rất mong các quý vị chúng ta hãy giới hạn trong phạm vi khoảng 2 đến 3 phút là tối đa thôi. Và để đảm bảo chương trình thì đầu tiên tôi nghĩ là diễn giả đầu tiên cũng đã sẵn sàng rồi. Ông Muzarun Nizam Bin Uma, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Sultan Haji Hassanan Bolkiah của Brunei. Vâng, xin mời ông Uma. Vâng, xin mời. Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Hùng.
Và xin cảm ơn Đại Chủ tọa đã giới thiệu tôi cũng như là giới thiệu phiên của chúng ta ngày hôm nay. Thực ra thì tôi rất là mong được tham gia phiên thứ hai này để nhấn mạnh một điểm, đó là Biển Đông luôn luôn là một cái ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của ASEAN. Và có rất nhiều những cái cơ hội giữa các bên có thể hợp tác với nhau, mặc dù là vẫn còn có những căng thẳng. Chúng ta thấy là ở khu vực Biển Đông này cũng đã có sự cạnh tranh giữa các nước lớn. Rồi chúng ta cũng thấy là song song với đa phương thì còn các mối quan hệ song phương cũng ngày càng được đẩy mạnh. Ở đây chúng ta thấy ngoài Trung Quốc và ngoài Hoa Kỳ cũng có rất nhiều những cái quốc gia khác nữa cũng đã tham gia khu vực này bởi lợi ích chiến lược của họ trong khu vực. Vậy thì đâu là những cái triển vọng để tăng cường hợp tác trong ASEAN cũng như là giữa ASEAN với các quốc gia ngoài khu vực này? Đối với những cái tranh chấp về chủ quyền thì vẫn còn tồn tại, vẫn còn tiếp tục diễn ra liên quan đến các quốc gia trong khu vực. Và vậy thì làm thế nào chúng ta có thể quản lý những cái tranh chấp đó để tránh hiện tượng hiểu sai về chiến lược cũng như là những cái sai lầm trong tính toán về chiến lược? Thực ra thì trong khu vực này cũng có rất nhiều cái thách thức truyền thống và phi truyền thống, chẳng hạn như là đánh cá IUU hoặc là cướp biển vân vân. Có rất nhiều những cái thách thức đang chồng chất lên nhau, và ASEAN thì vẫn tiếp tục là trung tâm ở trong khu vực này, vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng để có thể quản lý các cái thách thức đó, để có thể quản lý những cái thách thức và những cái phức tạp này thì ASEAN phải củng cố vai trò trung tâm của mình ở trong nhiều ngành khác nhau, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. ASEAN trao đổi thông tin với nhau cũng như những thông lệ tốt nhất, và đồng thời thực hiện các cái hoạt động tập trận chung. Nếu mà chúng ta xem xét vấn đề chính trị, hợp tác chính trị, chúng ta cũng đã thấy là có rất nhiều những cái tiến triển trong thời gian vừa qua trong khu vực ASEAN về hợp tác chính trị. Các cuộc họp liên quan đến ngoại trưởng cũng đã được tổ chức, cũng như là các hội nghị chuyên đề, chuyên ngành liên quan đến môi trường cũng đã được tổ chức thời gian vừa qua. Và hiện nay thì DOC vẫn đang được triển khai, và các bên cũng đang tiếp tục đàm phán về COC. Năm 2017 thì COC được tuyên bố là đi vào đàm phán, và hiện nay thì quá trình đàm phán vẫn đang được tiếp diễn. Và hiện nay thì trong bối cảnh COVID thì đàm phán cũng đã bị ngưng trệ. Rồi trong các cuộc họp AMM, AM Plus thì chúng ta thấy chủ đề này cũng đã được đưa ra. Và chúng ta thấy AMM và AMM Plus thì cũng đã đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong khu vực, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an ninh hàng hải, an ninh trên biển, để có thể ứng phó với những cái mối đe dọa về an ninh truyền thống và phi truyền thống trong khu vực. Về vấn đề an ninh hàng hải, chúng thấy ASEAN cũng đã xây dựng những cái hạ tầng về trao đổi thông tin để trao đổi và đồng thời đưa ra quyết định dựa trên các căn cứ để giải quyết tình hình. AMM thì cũng đã đưa ra những cái hướng dẫn để có thể triển khai về việc hướng dẫn thông tin liên quan đến an ninh trên biển và tăng cường hiểu biết và đảm bảo tăng cường phù hợp với pháp luật quốc tế cũng như là các công ước mà các bên đã tham gia ký kết. Rồi RF cũng đã được tổ chức và cũng đã đẩy mạnh hơn nữa khuôn khổ an ninh trong khu vực này. Và đồng thời bên đó là những cái hoạt động để tăng cường bảo vệ và bảo tồn môi trường biển trong khu vực. Cũng có rất nhiều các cơ chế khác nhau, trong đó có các cái nhóm IMF, ASEAN, hội nghị bộ trưởng về phòng chống tội phạm xuyên biên giới, để có thể tăng cường an ninh ổn định trong khu vực. Có thể nói ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn và đã thực hiện rất tốt những cái vai trò này trong khu vực thông qua các cái cơ chế đối thoại với nhau cũng như là với các đối tác đối thoại ở bên ngoài. Vậy sau 2025 thì vai trò của ASEAN sẽ là như thế nào để có thể ứng phó với những thách thức đang đặt ra hiện nay trong tương lai? Chúng tôi hy vọng là ASEAN sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vai trò trung tâm của mình
cần có những cái động thái đẩy mạnh nhiều hơn để có thể giải quyết những vấn đề mang tính mấu chốt, chẳng hạn như là COC, và đồng thời các bên trong thời gian chờ đợi thì cũng tập trung vào những cái kết quả mà có thể đạt được ngay để hướng đến những kết quả lớn hơn. Và mối quan hệ giữa ASEAN và giữa các quốc gia cũng cần phải được đẩy mạnh hơn nữa để có thể giải quyết một cách hòa bình vấn đề liên quan đến Biển Đông. Trong khi chúng ta đang chờ những cái bước đột phá về đàm phán, thì chúng ta cũng thấy rằng bản thân các quốc gia ASEAN cũng đã và đang đẩy mạnh cái nỗ lực để có thể sớm kết thúc cái phần đàm phán về COC trong tương lai. Điểm thứ hai đó là các cái cơ chế và điều kiện để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với nhau. Chúng ta thấy trong khu vực cũng đã rất có nhiều những hoạt động tập trung chung và phối hợp với nhau để tăng cường những cái niềm tin giữa các quốc gia trong khu vực và đồng thời đạt được những mục tiêu lớn hơn về mặt chiến lược mà các nhà lãnh đạo đã đề ra, và đồng thời tăng cường hợp tác. Việc tăng cường hợp tác có vai trò hết sức quan trọng trong ASEAN, mà tôi cho rằng đây cũng sẽ là một cái xu hướng, cũng là vai trò mà ASEAN sẽ đẩy mạnh hơn sau năm 2025. Đồng thời triển khai những cái sáng kiến cụ thể thông qua các cái hội nghị khác nhau để đẩy mạnh việc hợp tác trong tương lai. Vai trò trung tâm của ASEAN và khả năng tập hợp các quốc gia thành viên của ASEAN cũng như tập hợp các đối tác sẽ ngày càng vai trò hơn, và đây cũng là điểm cuối cùng mà tôi xin nêu. ASEAN cũng đã và đang thúc đẩy việc trao đổi thông tin giữa các quốc gia thành viên với nhau, cũng như là trong khu vực này. Các cái nỗ lực tập thể có vai trò quan trọng, và ASEAN cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái định hướng và tầm nhìn này trong tương lai, đồng thời thu hút sự tham gia của các bên để giải quyết vấn đề. Đó là những cái nỗ lực mà ASEAN cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới, và đây là phần trình bày của tôi. Xin trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Nizan Umar về cái phần trình bày và rất chất lượng và nhiều thông tin của mình, và toàn diện, quan điểm toàn diện của ASEAN đối với mục tiêu năm 2025. Diễn giả tiếp theo là tiến sĩ Dino Jalang. Tiến sĩ Dino, xin hỏi là ông đã sẵn sàng chưa? Vâng, tôi sẵn sàng rồi ạ. Vâng. Xin cảm ơn đã mời tôi, và tôi xin hoan nghênh Việt Nam vì cái số lượng COVID rất là thấp. Và nếu mà cần thêm những cái con số về bệnh nhân COVID thì cứ báo với Indonesia, Indonesia đang rất nhiều. Hai cái câu hỏi đặt ra ở đây, đấy là năm 2025 thì điều gì xảy ra, sau đó điều gì xảy ra, thế thì ASEAN sẽ đạt được điều gì sau năm đó? Câu trả lời rất là đơn giản, ASEAN sẽ phải là cái người chủ trì trong câu chuyện ASEAN. Cái tầm nhìn cũng rất là rõ, ASEAN phải làm tất cả những gì mình có thể về vấn đề Biển Đông, trở thành một cái khu vực hợp tác hơn là một cái khu vực mà là cạnh tranh đối đầu giữa các cái cường quốc. Và tôi xin tập trung vào việc là chúng ta muốn sẽ thấy cái điều gì xảy ra sau năm 2025 và sau đó nữa. Chúng ta đều hy vọng là COC sẽ được hoàn thành vào cái thời gian đó. Và với COC không phải chỉ là một cái đống giấy, mà sẽ phải là một cái văn bản mang tính chất thực chất. Và chúng ta đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia trong cái đàm phán COC, bởi vì là đang có cái sự chuyển dịch về cách tiếp cận của Trung Quốc. Về Trung Quốc trước đây thì muốn tiếp cận theo kiểu song phương, nhưng bây giờ thì Trung Quốc đã muốn đàm phán với các cái quốc gia của, trước hết là với các quốc gia có cái tuyên bố chủ quyền ở ASEAN rồi, và bây giờ thì là tiếp cận với ASEAN với tư cách là cả một cái tổng thể, một cái hiệp hội. Như vậy thì cái chuyển dịch về chính sách như vậy của Trung Quốc cũng rất là thuận lợi cho chúng ta trong cái đàm phán về COC. Như vậy là đàm phán COC hiện nay đang cũng theo đúng tiến triển, và hiện nay thì
không phải chúng ta ngồi theo kiểu song phương với Trung Quốc nữa, mà chúng ta ngồi chung với nhau, và với Trung Quốc là một bên và ASEAN là một bên. Như thế thì tôi cho rằng là có thể là đàm phán COC sẽ có cái hiệu lực, mà xem là các quốc gia có thể gọi là thực hiện các cái luật chơi như thế nào trong cái cuộc chơi về Biển Đông. Nhưng tôi cũng hy vọng rằng là ASEAN cũng không cần phải quá khiêm tốn trong cái những câu chuyện đàm phán mà nó khó khăn. Một cái điều quan trọng ở đây là chúng ta có một cái tài liệu đáng tin cậy và đồng thời là có thể được triển khai một cách hiệu lực. Chúng tôi thấy rằng là tài liệu ở đây thì đã là một chuyện đã là tốt rồi, nhưng mà thực thi nó cũng không kém phần quan trọng, nhất là khi có thể tạo ra được mức độ hợp tác đến đâu. Cái mạng lưới những cái cá nhân tiêu biểu của ASEAN thì trước đây chưa được sử dụng, và như vậy là sau năm 2025 thì hợp tác thực chất giữa các quốc gia ASEAN có vấn đề gì không ạ? Vâng, hy vọng hy vọng là tất cả mọi người có thể nhìn thấy tôi, và tôi hỏi mọi người có nghe thấy tôi không ạ? Vâng, có thể ạ. Vâng, chúng tôi nghe tiến sĩ rất rõ. Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Điều thứ hai tôi muốn thấy sau năm 2025 đó là cái hợp tác thực chất giữa các cái quốc gia, đặc biệt quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong ASEAN với Trung Quốc. Tôi nói như thế này bởi vì chúng ta nói rất nhiều về hợp tác trong hàng nhiều thập kỷ qua, kể từ những năm 1990, như vậy là hơn 30 năm, nhưng cho đến tận bây giờ thì tôi biết là khoảng cách rất là xa, cho nên là chúng ta có thể có những cái vấn đề về kỹ thuật. Vâng. Vâng, có vấn đề gì không ạ? Chúng ta có nghe rõ được không ạ? Vâng. Vâng, xin tiếp tục. Chỉ cần có một cái hợp tác thực tế giữa các cái quốc gia tuyên bố chủ quyền ASEAN hay là với các quốc gia ASEAN với Trung Quốc sẽ có một cái tác động rất là lớn cả về mặt thực tế và mặt tâm lý đối với hợp tác chung. Nhưng tôi nghĩ rằng là trong vòng 30 năm qua thì chúng ta cũng chưa có nổi được một cái hợp tác thực chất nào. Vì thế cho nên là chúng tôi thấy rằng chúng ta nói tiếp câu chuyện là cùng phát triển nhưng mà cũng chưa đi đến đâu cả. Như vậy chúng ta cần phải đẩy mạnh cái hợp tác chung này, chẳng hạn như vấn đề về đánh bắt cá hay vấn đề nước biển dâng cũng được, thì làm sao chúng ta phải làm được một cái việc gì đấy. Nhưng có vẻ mục tiêu này hiện nay vẫn còn đang xa, quá xa đối với ASEAN. Và điều thứ ba tôi muốn nhìn thấy đấy là sau năm 2025 thì Trung Quốc có thể làm rõ được các cái tọa độ của cái tuyên bố đường 9 đoạn của mình. Chúng ta thấy có một cái tuyên bố, có một cái đường thế, nhưng mà hỏi này, thế cái tọa độ của từng cái điểm này là như thế nào, cho chúng tôi thấy trong cái tọa độ các anh muốn thế nào, thì Trung Quốc không làm được điều này. Và chúng ta biết rằng là đối thoại với Trung Quốc thì nó rất là khó khăn, bởi vì ở đây không phải chỉ có câu chuyện đâu, mà không biết là người ta nói cụ thể hơn là vào những cái điểm tham chiếu gì, cho nên tôi hy vọng rằng cái điều này chúng ta có thể làm được trong vòng 4 năm tới. Và một cái điều nữa mà sẽ rất là hữu ích đối với chúng ta sau năm 2025 đó là thiết lập một cái chỉ dẫn về các cái diễn tập hoặc các hoạt động quân sự của các quốc gia ở trong khu vực chủ chung EEZ, tức là vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia của các nước khác ở trong khu vực Biển Đông. Hiện nay thì chúng ta cũng có một số những hướng dẫn, nhưng mà đối với những nước như là Indonesia thì chúng tôi có cái EEZ rất là rộng. Thì nếu mà các quốc gia cứ diễn tập ở trong cái vùng tuyên bố, vùng đặc quyền kinh tế EEZ của chúng tôi như thế thì cũng rất là khó. Mỹ hay là Trung Quốc
thì hiện nay cũng chưa quan tâm điều này, nhưng mà điều này thực sự là hiệu quả. Và để mà chúng ta có thể có được một cái hướng dẫn về các hoạt động quân sự nói chung và diễn tập quân sự ở các cái vùng EEZ, thì tôi nghĩ rằng là hiện nay những cái đàm phán thì nó cũng đang diễn ra, nhưng mà bởi vì nó quá là nhạy cảm, bởi vì Trung Quốc hiện nay cũng đang đẩy mạnh các cái hoạt động và lại chưa có những cái tọa độ về tuyên bố chủ quyền của mình. Và tôi nghĩ rằng là một số quốc gia tuyên bố chủ quyền ở ASEAN cũng đã củng cố cái lập trường của họ. Do đó chúng ta cần phải thảo luận. Nhưng mà câu thảo luận ở đây là thảo luận với ai? Giữa Việt Nam với lại Indonesia chẳng hạn, về cái những cái vấn đề chồng lấn, thì ở đây câu hỏi là giữa ai, giữa các cái bên nào và ở cái khu vực gì? Và ở đây là tôi chưa thấy cái quốc gia nào có thể sẵn sàng để trả lời những cái câu hỏi đó ở cái thời điểm hiện nay. Và sau đó thì tôi hy vọng thêm hai điều nữa. Một là tuần tra tự do hàng hải sẽ được tiếp tục. Trung Quốc, ASEAN hay là Mỹ hay Nhật Bản hay bất cứ quốc gia nào thì đều cần cái tự do hàng hải và có thể tự do cử tàu đi những vùng biển quốc tế. Chúng ta phải đảm bảo là có lợi ích của tất cả các quốc gia được quan tâm tới ở trong khu vực Biển Đông. Và cái điều cuối cùng mà chúng tôi ước nguyện và hiện nay thì nó cũng chưa diễn ra, đó là làm sao mà Mỹ có thể phê chuẩn UNCLOS và tham gia UNCLOS dưới chính quyền mới của đặc biệt là của nếu mà của tổng thống đắc cử Biden, thì chúng tôi rất hy vọng là Mỹ sẽ tham gia vào những điều này để mà có thể tham gia và có thể đưa lên trên thượng viện, thông qua được thượng viện và trở thành một cái hiệp định có sự tham gia của Mỹ, nhưng mà cũng thật ra cũng khó vào năm 2025. Nói tóm lại là ASEAN sẽ phải là cái người chủ trì câu chuyện và biến cho Biển Đông trở thành một cái vùng biển hợp tác. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Rino Chana. Chúng tôi xin cảm ơn về những bình luận của ông về một cái chủ đề hết sức là nhạy cảm và hết sức là lớn đối với ASEAN. Đó chính là cái vai trò trung tâm của ASEAN trong câu chuyện đảm bảo tự do hàng hải hay vấn đề về COC. Xin cảm ơn ông về những cái bình luận. Thế nhà bình luận tiếp theo đó là tiến sĩ Jehang Vanarit, là chủ tịch của Viện Tầm nhìn Châu Á Campuchia. Tiến sĩ Vanarit, anh đã sẵn sàng để phát biểu chưa ạ? Vâng, xin cảm ơn đại sứ Hùng và xin cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi và cho tôi có cơ hội được trình bày tại đây. Tôi cũng rất là vui được tham gia cùng với các diễn giả khác sau khi mà đã nghe phần phiên đầu tiên. Thì chúng ta thấy khá là bi quan về những diễn biến diễn ra gần đây trong khu vực Đông Biển Đông, bởi vì hiện nay khu vực này cũng đã chịu ảnh hưởng của chính trị giữa các nước lớn, power politics, và điều đó có nghĩa là chúng ta đang bị kẹt giữa các cái nước lớn bởi những cái chương trình nghị sự toàn cầu của họ. Và bản thân các nước như ASEAN đây thì lại chưa có tiếng nói trong vấn đề đó. Mà sau khi nghe hai diễn giả trong trình bày trong phiên này thì chúng ta lại thấy có một số những cái cạnh nó rất là tích cực về hệ thống quốc tế, đặc biệt là liên quan đến ASEAN. Ở đây chúng ta cũng phải chấp nhận cái vai trò rất hạn chế hiện nay của ASEAN trong việc giải quyết những vấn đề an ninh hết sức là phức tạp tại Biển Đông. Và đồng thời thì chúng ta cũng cần phải tăng cường hơn nữa và duy trì hơn nữa vai trò của ASEAN. Cá nhân tôi thì tôi tin tưởng mạnh mẽ vào các cái thể chế quốc tế. Tôi là người tin tưởng mạnh mẽ vào vai trò của ASEAN. Đây không phải lần đầu tiên mà ASEAN đã phải đối mặt với những cái thách thức như vậy. ASEAN thì cũng đã trải qua rất nhiều những cái thách thức tương tự như vậy, đã trải qua 5 thập niên, đã vượt qua được những cái khó khăn do chính trị giữa các nước lớn cũng như là sự cạnh tranh giữa các nước lớn rồi. Cho nên sau năm 2025 thì đối với ASEAN sẽ vẫn tiếp tục đó là tăng cường khả năng chống chịu của mình, resilient, và cần phải có sức mạnh lớn hơn để có thể vượt qua được giai đoạn đầy biến động và khó khăn. Câu hỏi ở đây là liệu
Và trong bối cảnh hiện nay, một thế giới đầy biến động, thì vai trò của ASEAN là như thế nào? Tôi cho rằng là ASEAN vẫn tiếp tục khẳng định được vai trò của mình, bởi vì nhiều quan niệm cũng như là những cái lợi ích quốc gia có thể chia sẻ cũng như là song song với nhau. Và như vậy có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra những cái sự chuyển biến lớn thực chất ở trong khu vực này, đặc biệt là về kinh tế. Thì chúng ta hãy tưởng tượng sau năm 2025 thì ASEAN sẽ như thế nào. Ở đây tôi có thể hình dung ASEAN, một ASEAN sẽ tích hợp, sẽ hội nhập hơn, kết nối mạnh mẽ hơn. Và ASEAN sẽ có một cái vị trí chiến lược và có một cái nền tảng kinh tế chiến lược ở trong khu vực. Và dấu hiệu về mối quan hệ hợp tác kinh tế thì cũng đã thực hiện ngày hôm qua đấy, khi mà chúng ta đã có một cái mốc lịch sử rất là lớn, khi mà ASEAN đã đóng vai trò trung tâm trong hội nhập kinh tế khu vực thông qua ký kết một hiệp định thương mại. Và trong khu vực này, sau 2025, vai trò của ASEAN như tôi hình dung sẽ có những cái tham vọng lớn. Thứ nhất đó là một cái cơ sở để thúc đẩy một cái trật tự dựa trên luật lệ, một cái trật tự khu vực dựa trên luật lệ. Ở đây thì có ba cái lộ trình khác nhau để chúng ta có thể căn cứ. Thứ nhất đó là tăng cường tức là niềm tin cũng như là hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Thực ra nói thì dễ nhưng làm mới khó. Thực ra chúng ta trước đây đã làm được rồi, chúng ta đã tăng cường được tin tưởng, đã tăng cường được sự hợp tác thông qua đối thoại mở, đối thoại thẳng thắn. Và như vậy, chính đối thoại sẽ giúp chúng ta có thể tăng cường được sự tin tưởng giữa các quốc gia khác nhau. Thứ hai đó là tăng cường minh bạch và hiểu biết lẫn nhau để có thể kiềm chế hoặc là ngăn chặn những cái xung đột có thể xảy ra. Tôi không cho rằng là chiến tranh có thể sẽ xảy ra trong khu vực ASEAN, có thể là giữa các quốc gia có tranh chấp chủ quyền hay là giữa ASEAN, các quốc gia ASEAN với Trung Quốc. Tôi không nghĩ là sẽ có những cái xung đột về mặt vũ trang hay là đối đầu về mặt vũ trang trong khu vực này trong tương lai. Đó là những cái điểm quan trọng nhất. Nếu chúng ta thấy là cái xác suất xảy ra chiến tranh thì rất là thấp. Và chúng ta có thể, nếu có thể kiểm chế tốt được những cái nguy cơ về xung đột như vậy, chúng ta có thể sẽ thúc đẩy được cái cơ hội và cánh cửa cho hợp tác. Nhưng mà làm được như vậy thì cần phải tuân thủ chặt chẽ các cái quy định và các cái chuẩn mực quốc tế đã có, đặc biệt là những cái chuẩn mực đã có trên khu vực Biển Đông. Về đâu là những cái nguồn pháp lý để chúng ta có thể thúc đẩy việc hợp tác trong tương lai? Vừa rồi thì chúng ta cũng đã nói đến, các diễn giả khác cũng đã đề cập đến cái cạnh này. Có một văn kiện pháp lý hết sức quan trọng mà chúng ta có thể triển khai thực hiện và thúc đẩy một cái trật tự dựa trên khu vực ở trong khu vực ở Biển Đông. Đó là cái luật biển. Thứ hai, đó là đàm phán COC. Dự kiến sẽ được kết thúc hoặc là sẽ hoàn thiện sớm trong tương lai. Nếu không muốn nói là vào năm 2021, chúng ta có thể cần 1-2 năm nữa mới có thể kết thúc xong quá trình đàm phán COC. Và đây cũng là một cái cơ sở hoặc là một cái văn kiện pháp lý rất quan trọng để tạo ra một cái nền tảng cho hành vi của các quốc gia trong khu vực ở trên Biển Đông. Vai trò của ASEAN đó là đưa ra những cái tín hiệu rõ ràng, đó là sẽ có một cái giá phải trả rất là lớn về mặt ngoại giao nếu như không tuân thủ COC trong tương lai. Cho nên cần phải có cơ chế để theo dõi việc triển khai thực hiện COC để thực sự nó hiệu quả và thực chất, để thúc đẩy và hướng đến một cái trật tự khu vực dựa trên luật lệ. Điểm thứ ba đó là hợp tác chung, hợp tác về mặt chức năng giữa các quốc gia trong khu vực ở Biển Đông. Thực ra chúng ta cũng đã thấy
một số ngành khác nhau đã hợp tác với nhau, chẳng hạn như là hợp tác về bảo vệ bảo tồn tài nguyên cũng như là tồn biển. Đó là những cơ sở chúng ta có thể hướng đến hợp tác về mặt chức năng và đẩy mạnh cái việc hợp tác chung, không chỉ trong lĩnh vực ngành mà cả trong các khía cạnh khác nữa. Cũng tương tự như vậy, đó là vấn đề khoan thăm dò dầu khí. Đây cũng là một cái vấn đề khá tế nhị, tuy nhiên thì nó cũng là một cái cơ sở chúng ta có thể đẩy mạnh hơn nữa trong tương lai, đặc biệt nó có liên quan đến xác định chủ quyền. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể có những cơ sở để thúc đẩy những cái hoạt động hợp tác về môi trường, về biển, phòng chống cướp biển, vân vân. Đó là những cái kết quả mà chúng ta có thể thực hiện được thông qua cơ chế hợp tác khu vực. Hướng đến tương lai thì ASEAN sau 2025 thì cần phải đẩy mạnh hơn nữa cơ chế đa phương, chủ nghĩa đa phương, và hướng ASEAN trở thành trung tâm của một kiến trúc an ninh khu vực với sự tham gia của các cơ quan khác nhau, thu hút sự tham gia của các quốc gia thành viên, và đồng thời bảo vệ chính bản thân mình trước cái sự đối đá giữa các cường quốc lớn và chịu sự chi phối bởi những cái chương trình nghị sự của họ. Tôi cho rằng đó là một khu vực mà của chính chúng ta có một vị trí và tiếng nói trong Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, và đồng thời sẽ giúp tạo ra một cái trật tự ở khu vực và một trật tự ở trên Biển Đông. Và đấy là phần trình bày của tôi với một góc nhìn nó khá là tích cực về ASEAN, về vai trò của ASEAN sau 2025, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Xin trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vanarit. Chúng tôi rất là quan tâm đến cái bình luận của anh về đã đề cập tới một vấn đề hết sức là quan trọng và vấn đề cốt lõi ở trong khu vực của chúng ta, đặc biệt là khi mà anh phân tích cái câu về cái chủ đề hợp tác dựa trên sự niềm tin cũng như là hợp tác dựa trên luật lệ ở trong khu vực trật tự, ở khu vực dựa trên cái niềm tin cũng như là dựa trên luật lệ. Và đây nó liên quan tới những cái vấn đề rất hết sức quan trọng trong khu vực. Chúng tôi xin cảm ơn. Và cái diễn giả tiếp theo là ông Shariman Lockman. Anh Lockman là nghiên cứu viên của Phòng Nghiên cứu An ninh và Chính sách Đối ngoại của Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ISIS của Malaysia. Ông Lockman, xin hỏi là anh đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, tôi đã sẵn sàng. Vâng, xin mời. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả quý vị. Trước hết, xin cảm ơn Học viện Ngoại giao Việt Nam vì đã mời tôi tham gia cái phiên này. Tôi phải bắt đầu và nói rằng là đây là quan điểm cá nhân của tôi, cũng không thay thế cho cái viện nghiên cứu của chúng tôi hay của chính phủ Malaysia. Tôi có một vài điểm xin được đề cập nhanh ở đây để mà có thể phát triển cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải có một cái quan điểm chung ở cái khúc này. Chúng ta có một nhà triết học nói rất rõ rằng là chúng ta khó mà đoán được về tương lai, nhưng mà tôi cũng cố gắng diễn đạt đây. Một là ASEAN là sẽ tục sẽ là ngay sau năm 2025 là một cái công cụ để quản lý cái quan hệ ở trên Biển Đông. Điều đấy có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là nếu mà chúng ta nghĩ rằng là ASEAN sẽ giải quyết được các cái tranh chấp ở trong khu vực này thì bạn sẽ bị thất vọng vì điều đó. Bởi vì ở đây chúng ta sẽ có thể xây dựng được lòng tin, quản lý được xung đột. Vâng, như vậy thì có thể được. Đây là lý do tại sao mà chúng ta cần phải nỗ lực. Nhưng bên cạnh đó thì ASEAN có một cái lợi thế giới hạn thôi về việc giải quyết các tranh chấp. Vì cái lý do đó, ASEAN, đặc biệt là các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông ở ASEAN và Trung Quốc sẽ phải dựa vào hàng loạt các cái phương pháp khác nhau, kể cả là các biện pháp đơn phương, và họ cũng dựa vào những cái ảnh hưởng của quốc gia bên ngoài khu vực
để mà giải quyết những vấn đề truyền thống. Điều này là bởi vì như tất cả mọi người đều biết là chúng ta cũng có thể thấy những cái phản ứng của các cái quốc gia ASEAN sau khi mà các cái quốc gia như Anh, Pháp và Đức đã đưa lên một cái đệ trình, một công hàm chung về cái vấn đề về Biển Đông, thì chúng ta thấy có một cái sự tò mò rất là lớn ở đây. Mặc dù tất cả quốc gia ở đây, ở trong khu vực thì đều muốn giải quyết vấn đề, nhưng mà cũng ngược lại cũng không muốn người ngoài xía vô cái câu chuyện của mình, cho nên ở đây cũng có những cái cơ hội dành cho người bên ngoài có thể tham dự, nhưng cũng không nhiều. Nhưng mà nó rất tế nhị khi mà nói tới cái chuyện là các đối tác bên ngoài tham dự vào câu chuyện Biển Đông như thế này. Do nên ở đây là cái tính cố kết của ASEAN là một cái điều hết sức đáng chú ý, và thậm chí nó có thể là một vấn đề ở trong những cái câu chuyện về tương lai. Một số cái quốc gia ASEAN, tôi xin lấy ví dụ như ngày càng đang rơi vào cái quỹ đạo chiến lược của Trung Quốc nhiều hơn. Có thể là sang năm thì Brunei, có những năm tới nữa thì sẽ là câu chuyện của Campuchia, và người ta nhắc lại câu chuyện năm 2012, liệu nó có xảy ra hay không, nó có tương tự như câu chuyện năm 2012 không. Và chúng ta phải nhớ điều đấy, và là chúng ta phải nhớ rằng năm 2012 thì cái ảnh hưởng của EU thì ở thời điểm đó cũng rất là mạnh, nhưng mà cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở thời điểm đó thậm chí còn mạnh hơn. Và bây giờ thì phải nói rằng là ảnh hưởng của Trung Quốc còn mạnh hơn năm 2012 nữa, cho nên là chúng ta sẽ phải cân nhắc tới cái yếu tố này. Chúng ta không thể tự bỏ một cái thực tế đó là có những cái tranh chấp ngay ở trong nội bộ ASEAN, mà cho dù chúng ta có thích thực tế đó hay không thì đấy cũng là một thực tế rồi. Giữa Philippines chẳng hạn, dưới chính quyền của Duterte chẳng hạn, thì cái ảnh hưởng của Bộ Ngoại giao thì cũng đã bị yếu đi rất là nhiều nữa. Và Indonesia thì cũng có vấn đề kể từ năm 2017, đặc biệt là về vấn đề Biển Đông. Nhưng mà cái dấu ấn của Indonesia ở Biển Đông thì ngày càng tăng, và chúng ta có thể nói rằng là có những cái vấn đề ở trong nội bộ của ASEAN nữa. Và điểm thứ hai tôi muốn nói ở đây đó là cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cái môi trường chiến lược ở trong năm 2025 và sau đó có thể bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố là Trung Quốc và Mỹ, và một nửa cái phương trình đó chính là Mỹ. Và tôi đồng ý với các diễn giả trước tôi rằng là hiện nay còn quá sớm để nói rằng để khẳng định rằng là chính quyền của ông Biden, tôi nói lại, tức là vẫn còn quá sớm để xem là chính sách của Biden đối với khu vực này sẽ là như thế nào. Vâng, tôi có thể nói rằng là ông Biden có thể tiếp tục câu chuyện mà của chính quyền Obama trước đây. Ông ấy đảm nhiệm nhiều vị trách trước đây, nhưng mà tôi cũng hiểu theo cái cá nhân của tôi ấy, thì hiện nay thì chính quyền Mỹ cũng rất là bận rộn và bị bó tay bởi những cái vấn đề nội bộ của chính phủ Mỹ, và do đấy tôi cho rằng là Biden cũng sẽ phải đối phó cả với vấn đề là Thượng viện thì bị Đảng Cộng Hòa kiểm soát nữa. Cho nên là ở đây hàng loạt những cái vấn đề liên quan tới nội bộ Mỹ, cho nên là rất là khó cho Biden có thể chú ý tới vấn đề này. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng phải nhìn vào cái vấn đề này để xem là ai sẽ nắm các vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ nữa. Cho nên ở đây chúng ta còn quá nhiều các cái tham số để mà tính vấn đề này. Và chúng ta phải xem là các cái bổ nhiệm tiếp theo, xem là điểm tiếp theo tôi muốn nêu ở đây đó là một số các cái vấn đề về tài nguyên sẽ trở thành căn nguyên của tranh chấp trong sau năm 2025. Trước hết là ngành cá sẽ trở thành thậm chí là một cái vấn đề còn nghiêm trọng hơn so với hiện nay. Cái vấn đề này về ngư nghiệp ở trong Biển Đông đã ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn các vấn đề khác.
và chúng ta vẫn chưa tìm ra được cái câu giải quyết, cái câu trả lời giải quyết cho vấn đề này. Và cái phần phía bắc của Biển Đông thì được người ta nói là đã bị đánh cá cho đến mức độ mà không còn một cái con cá nào sống sót ở đấy nữa. Và như thế có nghĩa là người ta sẽ đẩy cái việc đánh cá xuống phía nam, ảnh hưởng tới Việt Nam và hàng loạt các quốc gia khác. Và chúng ta, vâng, tôi sẽ nói nhanh thôi. Các yếu tố về dầu khí sẽ giảm đi, bởi vì những cái gì chúng ta thấy ở trong quá khứ thì cũng đã đến thời điểm rồi. Và tôi cũng khá là bi quan về cái vấn đề về tranh chấp về khai thác tài nguyên dầu khí, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được một cái xu hướng là tất cả những cái vấn đề về khai thác dầu khí ở trong tương lai thì sẽ không quay trở lại như trước được nữa. Nó sẽ không thể có cái giá dầu quay trở lại ở cái mức cao hơn 60 đô trên một thùng. Do đó nó sẽ giảm những cái động lực kinh tế của việc khai thác dầu khí ở khu vực Biển Đông. Cho nên tôi cho rằng vấn đề tranh chấp trên cơ sở là cạnh tranh về nguồn tài nguyên dầu khí sẽ giảm đi. Và hiện nay những quốc gia nào bắt đầu khai thác dầu khí ở Biển Đông thì đều là quá muộn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Lockman. Cảm ơn ông đã có một cái phần trình bày có thể nói rất là toàn diện cũng như những nhận xét. Thế còn đến những cái cường quốc ở bên ngoài khu vực và tương lai của chính quyền mới ở Hoa Kỳ, thực ra thì đây cũng là mối quan tâm chung của các quốc gia trong khu vực cũng như trong ngoài khu vực. Tiếp theo đó là tiến sĩ Kavi. Tiến sĩ Kavi là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ISIS của Thái Lan. Tiến sĩ Kavi đã sẵn sàng chưa? Vâng, tôi sẵn sàng rồi. Vâng, xin chào và xin cảm ơn đại sứ Nguyễn Đức Hùng. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Sau phiên đầu tiên thì tôi cảm thấy không vui. Thế nhưng mà sau khi mà nghe bài trình bày của các đồng nghiệp của tôi đến từ ASEAN thì tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng bởi vì ASEAN vẫn còn phù hợp. Và tôi cũng xin nhắc lại những gì mà các đồng nghiệp của tôi như Lockman vừa nêu. Tức là ASEAN vẫn cần phải đoàn kết với nhau. Và điểm quan trọng nhất đó là ASEAN cần phải đề cập đến, đó là một cái hiệp định hợp tác hữu nghị mà ASEAN đã có trước đây. Đó là một cái văn kiện làm nền tảng mà chúng ta cần phải dựa vào đó để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết giữa các quốc gia trong ASEAN. Và hiện nay chúng ta thấy trong bối cảnh này thì cũng đã có 43 bên tham gia ký kết đã tham gia vào hiệp định hữu nghị này. 40 năm trước đây không ai nghĩ rằng hiệp ước hữu nghị lại có thể được công nhận rộng rãi như vậy, và cho đến hiện nay thì sự công nhận rộng rãi như vậy đã có được rồi, và cộng đồng quốc tế ngày càng đánh giá cao hơn và công nhận vai trò quan trọng hơn của ASEAN trong khu vực này. Như ông Dino đã nêu, đây cũng là cơ sở để chúng ta có thể duy trì hòa bình, an ninh và các ổn định trong khu vực cũng như là sự thịnh vượng. Hiệp định hợp tác hữu nghị cần là một cái văn kiện mà chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng được. Tại sao? Bởi vì hầu hết các quốc gia, các quốc gia đã tham gia vào Liên Hợp Quốc, và đây chúng ta có cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì cũng đã nhấn mạnh đến các cái nguyên tắc cơ bản, và những nguyên tắc này cũng đã được thể hiện rất rõ ở trong hiệp định thất hiệu hữu nghị hợp tác, và chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh hơn nữa dựa trên các cái nguyên tắc đã có ở trong hiệp định này để đẩy mạnh sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương hướng đến một cái khu vực thực sự có hòa bình ổn định ở trong Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, và trong đó ASEAN là trung tâm.
Ở đây chúng ta sẽ thấy là có sự mở rộng ở Thái Bình Dương và sang cả Nam Á nữa. Như vậy đây cũng sẽ là một cái văn kiện rất cơ bản. Và giống như Benedict đã nêu, hiện nay chúng ta đang trong quá trình đàm phán COC. COC thì chưa được hoàn tất, dự kiến năm tới có thể sẽ được hoàn tất. Tôi cho rằng là do thời gian có hạn chế, và trong bối cảnh hiện tại giữa ASEAN và Trung Quốc thì cũng sẽ có đủ thời gian, tôi nghĩ là có đủ thời gian để chúng ta đàm phán COC thực sự, thực chất và có chuyển biến. COC sẽ là một trong những cái văn kiện mà chúng ta sẽ hướng đến trong tương lai, là một trong những kết quả của quá trình đàm phán lâu dài. Tôi cũng xin gợi ý về quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc. Hiện tại thì mới chỉ tập trung chủ yếu vào COC thôi, và cố gắng triển khai thực hiện DOC trên thực tế kể từ năm 2012. Nhưng trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta như thấy ông Vanderich và Dino cũng đã nêu ở trong bài trình bày của mình, nghĩa là có nhân tố thứ ba. Vậy thì đâu là những cơ chế để thúc đẩy sự hợp tác như vậy ở trong lĩnh vực và trong lĩnh vực biển, trong đó có vấn đề dầu khí, hợp tác về dầu khí. Và tôi cho rằng trước hết thì cần phải có sự tin tưởng. Đầu tiên đó là tăng cường niềm tin cấp cao. ASEAN thì cần phải đẩy mạnh hơn nữa vai trò của chính bản thân mình. Và hiện nay thì ASEAN cũng chưa nâng cấp cái quan hệ của mình đến để trở thành một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc đã có đề nghị vấn đề này. Cho nên đầu tiên đó là cần phải có một cái sự tin tưởng, đủ lớn để có thể đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên ASEAN và Trung Quốc. ASEAN tôi cho rằng có thể đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về hàng hải để đảm bảo hợp tác bảo vệ môi trường. Thứ hai đó là quản lý hàng hải. Thực ra nói thì dễ nhưng mà làm mới khó, đặc biệt là vấn đề về hoạch định về biên giới trên biển. Nhật Bản thì cũng đã có những cái cam kết hỗ trợ về mặt tài chính để có thể giải quyết các vấn đề này. Và ngoài ra, chúng ta cũng có một số những cái vấn đề khác mà chúng ta có thể giải quyết được ngay. Chẳng hạn như là tăng cường nghiên cứu về đại dương, về tài nguyên trên biển, hoặc là chia sẻ thông tin. Cuối cùng, đây cũng là điểm mà tất cả chúng ta thường ít để ý tới. Đó là những cái bài báo xuất hiện trên các trang nhất trên báo chí về những cái tranh chấp, tức là cách thức mà đưa tin về các diễn biến ở khu vực ASEAN. Tôi cho rằng là chúng ta cần phải có một cái quá trình và chiến lược trao đổi thông tin một cách hoặc là truyền thông một cách nhất quán để tất cả các bên và công luận có thể hiểu rõ đúng bản chất về những gì đã và đang diễn ra ở trên Biển Đông và trong khu vực ASEAN. Nếu mà chúng ta làm tốt điều đó thì ASEAN sẽ tiếp tục đóng được vai trò quan trọng của mình, đó là tạo điều kiện cho các quốc gia giải quyết những cái và quản lý được những cái thách thức và những căng thẳng trong khu vực và giảm nguy cơ có thể đối đầu về mặt vũ trang, vũ lực. Và giống như một vị bên thứ trưởng ngoại giao đã đề cập vào trong phần trước đấy, đó là những cái văn kiện mà chúng ta cần hướng đến để thúc đẩy hợp tác trong khu vực. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ KV về những cái bình luận hết sức là xác đáng liên quan đến ASEAN, chẳng hạn như là ASEAN đoàn kết hơn nữa, hiệp ước thân thiện và hữu nghị TAC cần phải được mở rộng hơn nữa. Tôi nghĩ rằng đây là những cái quan điểm hết sức là thực tế. Tôi nghĩ rằng là Cuba gần đây cũng đã ký TAC, và ta biết là Cuba rất là xa chúng ta, và những cái quốc gia như vậy chắc chắn họ phải thấy được cái ý nghĩa cũng như là cái tính hiệu quả
của một cái hiệp định như một cái hiệp ước như là hiệp ước JAC và những vấn đề khác mà ngài cũng đã nói, đấy là những cái việc đàm phán và đạt được một cái COC thực chất và hiệu quả thì chắc chắn sẽ có thể đạt được trong tương lai. Xin cảm ơn vì điều đó. Diễn giả cuối cùng theo danh sách của tôi đó là ông Richard Jeff Hadrarian. Hadrarian là nghiên cứu viên của viện ADR Strathbase của Philippines. Xin hỏi ông Hadrarian, ông đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Vâng, xin cảm ơn Học viện Ngoại giao Việt Nam. Và tôi đã gửi cái phần trình chiếu của mình ở đây. Thế thì không biết là có gặp vấn đề gì trong chuyện đưa lên không? Tôi biết là tôi là người nói cuối cùng gần vào bữa trưa rồi. Và là cái người nói cuối cùng. Và nhất là khi mà những diễn giả trước tôi cũng hết sức là giỏi, thì tôi cũng muốn trình bày một cái quan điểm nó dài hạn hơn trong cái cuộc thảo luận này, để mà nói nhiều hơn, vượt qua khỏi những cái quan điểm hết sức là bi quan về tình hình của chúng ta, để mà nhìn xem có thể làm được gì trong những năm tới và trong thập kỷ tới. Và tôi biết rằng trên thế giới, đặc biệt là ở diễn đàn kinh tế thế giới, thì gần đây chúng ta có rất nhiều cái thảo luận về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đến đây, và xem nó thay đổi cuộc sống của chúng ta, của thế giới chúng ta như thế nào. ASEAN hiện nay cũng đang phải nói tới cái việc là chúng ta phải định hình lại cái xã hội chúng ta lần thứ tư như thế này. Từ năm 1960 đến nay thì chúng ta có Malaysia, Indonesia đóng vai trò, rồi sau đấy chúng ta có sự ra đời của Singapore, rồi rất nhiều các cái quốc gia khác nữa. Rồi chúng ta có những cái cuộc xung đột, rồi sau đó đến năm 70-80 thì chúng ta có cái cuộc xung đột của bán đảo của Đông Nam Á, đặc biệt là chúng ta có cái cuộc chiến, rồi chúng ta có rất nhiều những sự kiện khác nữa. Chúng ta đã chấm dứt tất cả những dịch bệnh như này, và chúng ta được chúc mừng ở Việt Nam, Campuchia chấm dứt được cuộc xung đột ở trong cái lãnh thổ của mình, rồi chúng ta trở thành thành viên của ASEAN, rồi chúng ta lại trải qua cái thời kỳ chấm dứt cái tấm màn sắt của thế giới, chia thế giới thành hai vùng, và chúng ta dần dần ASEAN đã ngồi được vào vị trí cầm lái chèo chống và là cái người cấp bằng lái cho rất nhiều những cái quốc gia khác nữa, và chúng ta thể coi đó là một cái thời kỳ thật là vĩ đại, và thời kỳ có thể nói là hậu cái ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực này, và chúng ta muốn những cái điều này tiếp tục có thể được duy trì động lực được xảy ra tương lai trong vòng 4 năm tới. Tôi trên thực tế thì có được cái báo cáo hết sức chi tiết về tình hình này, nhất là khi về vấn đề ASEAN đang nằm ở cái ngã tư đường như thế này. Nhưng mà vì cái thời gian của chúng ta ở đây thì tôi xin chỉ trình bày một số những cái điểm là tại sao chúng ta cần phải suy nghĩ tư duy lại ở trong ASEAN như thế nào, những cái gì mà chúng ta đang phải lo ngại đó là bẫy thu nhập trung bình và bẫy tư duy trung bình. Cái bẫy thu nhập trung bình và bẫy tư duy trung bình này, nó là một cái giai đoạn tiếp theo của giai đoạn phát triển, và nhiều cái quốc gia ở chúng ta hiện nay chúng ta đang rơi vào cái bẫy gọi là tư duy trung bình của chúng ta, để mà thời gian hiện nay thì chúng ta không thể nào có thể sử dụng cái tư duy trước đây mà giải quyết các cái vấn đề về xung đột địa chính trị, đặc biệt là sau khi có sự trỗi dậy dũng mãnh của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng là ở đây dưới một cái quan hệ ngày càng căng thẳng giữa các cái cường quốc trên thế giới, mà nếu chúng ta cứ bám vào cái đồng thuận của ASEAN thì chúng ta khó mà có thể các quốc gia có thể cùng đồng lòng suy nghĩ một vấn đề như vấn đề ở Biển Đông. Cho nên là ở đây có thể nói là rất là cái yếu tố Trung Quốc đang làm thay đổi toàn bộ tất cả các cái vấn đề tư duy của chúng ta hiện nay. Kể từ tháng 11 năm ngoái,
thì Trung Quốc cũng không nói rõ về xem là họ sẽ đi những cái bước đi tiếp như thế nào. Rồi chúng ta thấy rằng Việt Nam rất khó khăn trong việc điều hành của cái năm chủ tịch ASEAN năm nay, tất cả những phương thức như thế. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng trong 5 đến 10 năm nữa rằng là ASEAN sẽ còn gặp khó khăn nhiều hơn, gặp nhiều những cái yếu tố khi mà các quốc gia ngay bản thân trong ASEAN sẽ vươn lên, chẳng hạn như là Philippines sẽ vươn lên, Việt Nam sẽ vươn lên, hay là chúng ta có những cái sự tham dự của các quốc gia khác nữa, như là theo các báo cáo của Đức hay là của các cái tổ chức lao động của Liên Hợp Quốc, thì họ nói rằng là hàng loạt những vấn đề về lao động ở khu vực này, từ Campuchia, Indonesia đến các quốc gia khác, có thể bị ảnh hưởng bởi hàng loạt những vấn đề liên quan tới cái sự thịnh vượng của khu vực này ở trong cái thế kỷ tới. Thế thì vai trò của ASEAN ở trong khu vực này làm thế nào để mà chúng ta có thể tạo ra được các cơ chế hợp tác để mà đem các quốc gia lại tạo ra sự đồng thuận như vậy, thì ở đây chúng ta cần phải đối phó với cái chính sách chia để trị của Trung Quốc nữa, và với vấn đề ở Biển Đông thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc không muốn đàm phán một cách tổng thể mà muốn đi theo cái góc độ là đàm phán song phương, và đây không phải là một cái dấu hiệu cho ASEAN đúng nào trên con đường chúng ta đi tới. Và cuối cùng, khi mà chúng ta muốn có một cái cải tổ về thể chế một cách mạnh mẽ hơn ở trong khu vực, thì chúng ta còn phải quan tâm tới những cái vấn đề an ninh phi truyền thống như là cứu trợ nhân đạo, cứu hộ thảm họa, hay là những vấn đề biến đổi khí hậu. Và tôi cho rằng là trong những năm tới những vấn đề này nó sẽ còn xấu hơn chứ không phải là tốt hơn lên. Do đó, và có cái tính yếu tố về chia rẽ về chính trị và hàng loạt yếu tố nữa, tôi cho rằng là ngay cả nền dân chủ như nền dân chủ của Mỹ cũng trở nên mong manh hơn, cũng như là ngay ở trong chính Đông Nam Á chúng ta sẽ có những cú sốc chính trị nhất định là đấy mà chúng ta sẽ phải đối phó. Cho nên là tôi cũng muốn nói nhiều về COC, nhưng quan điểm của tôi là COC cần phải mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý và phải đảm bảo thực hiện các cái luật pháp quốc tế, không chỉ có các cái vấn đề về UNCLOS, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng không thể loại bỏ các cái người chơi ở bên ngoài, và không thể làm cho cái việc là quân sự hóa tiếp tục diễn biến ở trên Biển Đông được. Và tôi cũng rất là vui là hiện nay là các cái quốc gia ở Đông Nam Á đang đẩy mạnh các cái yếu tố đoàn kết và lên tiếng nói chống lại những cái áp lực của phía Trung Quốc. Tôi không biết là đàm phán COC hiện nay sẽ đi đến đâu, nhất là sau khi chúng ta ở đây có quá nhiều cuộc đàm phán về tự do thương mại, rồi đàm phán về rất nhiều các cái hiệp định khác nữa. Thế thì ở đây chúng ta phải lưu ý tới những cái vấn đề này nào nó thực sự là nhạy cảm với tình hình địa chính trị ở khu vực Biển Đông, và xem là những cái hướng đi nào cho cái vấn đề Biển Đông tới. Tôi nói rằng một số quốc gia họ không đưa ra cái quan điểm cụ thể nào trong suốt cái thời gian vừa qua về Biển Đông mà một cách nó có hiệu quả. Cho nên tôi nghĩ rằng là hiện nay thì chúng ta cũng cần phải học hỏi tới những cái tổ chức đa phương khác như là EU, họ có những cái thể chế để đưa ra quyết định rõ hơn. Và chúng ta thấy rằng là các hiệp định của EU như là một vài hiệp định liên quan tới 280 triệu người thì họ có cái cách làm khác hẳn với lại ASEAN. Cho nên ở đây tôi muốn nêu mạnh vấn đề về chuyện là nếu như mà chủ nghĩa đa phương của chúng ta không hiệu quả thì chúng ta phải nghĩ tới các cái chủ nghĩa mà tôi tạm gọi là chủ nghĩa tiểu đa phương ở trong khu vực để mà giải quyết những vấn đề nó cụ thể hơn, nhất là khi mà các cái cuộc đối đầu về mặt chiến lược nó đang ảnh hưởng chúng ta nhiều hơn. Chúng ta cần phải nghĩ tới cái chủ nghĩa tiểu đa phương này dựa tổ chức những cái cuộc đàm phán mang tính chất là theo từng nhiệm vụ cụ thể ad hoc, thì để mà giải quyết các cái vấn đề để làm sao mà có thể phối hợp được với nhau một cách cụ thể hơn và đảm bảo cái diễn giải của hàng loạt các cái luật pháp quốc tế, trong đấy có UNCLOS hay là những cái vấn đề này khác nữa. Một cái ví dụ điển hình là chúng ta đang thấy cái sự hình thành của nhóm quốc và nhóm quốc mở rộng, thì đó là những cái minh họa cho cái chủ nghĩa tiểu đa phương của chúng ta.
Và như thế thì trên thực tế chúng ta lại có được cái tiếng nói tốt hơn. Và cuối cùng thì tôi đưa ra một ý tưởng có vẻ là hơi là điên rồ, đó là chúng ta có thể phải nghĩ đến Australia và New Zealand trở thành một cái thành viên, một cái dạng gì đó của ASEAN. Các bạn có thể cười, nhưng mà có thể ở đây chúng ta cần có những quốc gia như là Australia và New Zealand, mà vì họ rất là gần, họ là những người hàng xóm của ASEAN và họ cũng hội nhập với ASEAN rất là cao. Chính vì thế, họ sẽ làm cho ASEAN một cách mạnh mẽ hơn, trở thành một cái nhân tố thúc đẩy các cái chương trình nghị sự về an ninh của khu vực. Theo tôi thì nếu mà nhìn rộng khắp, nếu chúng ta không có ASEAN và New Zealand thì chúng ta có những cái điểm yếu ở trong cái khu vực này. Chính vì thế tôi cho rằng là chúng ta cần phải cài đặt lại cái tư duy của chúng ta. Nhất là khi mà chúng ta đang đối mặt với những thách thức tương lai, chúng ta đã đi được một con đường khá là dài, nhưng mà chúng ta đang đối mặt với một thách thức mới, cho nên cần phải tư duy lại. Xin hết. Vâng, xin trọng cảm ơn ông Hadrian đã có bài trình bày rất là toàn diện, đặc biệt đó là khi ông đề cập đến câu hỏi đó là chủ nghĩa biểu đa phương nó có vai trò như thế nào giữa các quốc gia trong khu vực này. Đây cũng là một cái ý tưởng khá là thú vị. Thì tôi cho rằng chúng ta cũng có thể mở rộng thêm phần trao đổi liên quan đến nội dung này. Thưa các quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sang phần hỏi đáp đối với phiên thứ hai. Chúng tôi rất mong các quý vị chúng ta hãy chia sẻ ý kiến và câu hỏi của mình cả trực tuyến hoặc là trực tiếp ở hội trường. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi đã có được đó là đến từ bà Hoàng Thị Hà, là từ Viện Đông Nam Á tại Singapore. Cô là chị Hà đã sẵn sàng chưa ạ? Chị đã sẵn sàng để đặt câu hỏi chưa ạ? Và xin cho biết là chị đặt câu hỏi đấy ạ. Vâng, các quý vị có nghe tôi nói không ạ? Vâng. Vâng, xin cảm ơn đại sứ Hùng. Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là dành cho ông Nassim Bin Umar đến từ Brunei. Thì chúng ta biết là năm nay thì Việt Nam đóng vai trò là chủ tịch của ASEAN và cũng đã thực hiện một vai trò hết sức là hiệu quả và năng động liên quan đến vấn đề Biển Đông, và khẳng định UNCLOS là cơ sở để giải quyết các cái vấn đề liên quan đến vùng biển cũng như là những cái lợi ích có liên quan đến khu vực vùng biển, và đó cũng là cái khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động ở đại dương cũng như trên biển. Và nội dung này cũng đã được đề cập đến trong tất cả các cái tuyên bố của ASEAN trong các cuộc họp liên quan đến an ninh chính trị của ASEAN trong năm nay. Và năm nay Việt Nam đóng vai trò là chủ tịch của ASEAN, và năm tới Brunei sẽ là chủ tịch của ASEAN. Thế vậy thì Brunei sẽ tiếp tục cái định hướng đó hay không, đặc biệt là đóng vai trò đánh giá cao vai trò của UNCLOS trong việc giải quyết vấn đề trên biển. Câu hỏi tiếp theo, thực ra thì như cũng có quý vị cũng đã biết là trong các bài trình bày của mình thì các đại biểu thì cũng có đề cập đến những cái điều khoản dự thảo ở trong COC liên quan đến những cái nội dung về hạn chế thăm dò dầu khí hoặc là tập chuyện chung với các cường quốc ở nước ngoài. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái đề xuất của Trung Quốc và liệu nó có cơ hội được đưa vào trong nội dung của COC hay không? Tôi biết là sẽ có một cái phiên liên quan đến COC và tôi cũng rất là muốn các diễn giả ngày hôm nay trình bày quan điểm của mình về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chị Hà. Vâng, xin mời ông Uma. Vâng, ông có thể trả lời câu hỏi mà đại biểu Hà đã nêu không ạ? Vâng, xin trọng cảm ơn. Chị Hà đã có câu hỏi liên quan đến các cái điều khoản có những nội dung mà chủ tịch ASEAN đã đưa ra trong năm nay. Thực ra thì những cái tuyên bố này cũng không phải là mới. Brunei
cũng như các quốc gia ASEAN thì cũng đều nhất trí những cái điều khoản, những nội dung đã được đưa trong tuyên bố ở trong ASEAN. Và cũng không có lý gì mà những cái nội dung như vậy lại không tiếp tục trong năm tới. Như vậy có nghĩa là cái tính tiếp tục của nó sẽ tiếp tục được duy trì. Và Ngoại trưởng Brunei cũng đã nêu quan điểm này về tầm quan trọng của UNCLOS, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, để giải quyết các tranh chấp. Cho nên tôi cũng không thấy có bất kỳ một cái lý do gì mà những cái nội dung như vậy sẽ không được tiếp tục trong thời gian tới. Những định hướng như vậy sẽ được tiếp tục trong năm tới. Dĩ nhiên thì tôi cũng không phải là người đại diện cho quan điểm của chính phủ Brunei, nhưng mà đây mới chỉ là những cái quan điểm cá nhân của tôi thôi. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Viên Uma. Vâng, mời các quý vị chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi nào. Vâng, xin mời chị Hà. Vâng, rất mong các quý vị chúng ta hãy tự giới thiệu bản thân khi mà chúng ta đặt câu hỏi để cho các diễn giả biết và cho biết là đặt câu hỏi cho ai. Vâng, thưa các quý vị, tôi là nhà đại diện cho Hội luật quốc tế tại Việt Nam. Tôi có một bình luận và một câu hỏi. Ở đây tôi có bình luận liên quan đến Dilip Sharaf. Và ông nói là trong năm 2025 thì chúng ta kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra những cái tọa độ của đường chín đoạn. Thực ra thì ngay từ đầu và tôi rất là nghi ngờ về những cái đề nghị này, bởi vì theo quan điểm pháp lý thì đường chín đoạn thì không có bất kỳ một cái cơ sở pháp lý nào. Và chúng tôi không muốn yêu cầu Trung Quốc phải đưa ra những cái tọa độ của những cái đường chín đoạn này, bởi vì bản thân nó không có một cơ sở pháp lý nào cả. Và tôi có một câu hỏi cho diễn giả của Philippines. Ông có nói đến tiểu đa phương, chủ nghĩa tiểu đa phương. Câu hỏi của tôi đây là, vậy thì liệu ông có nghĩ rằng là có một cái nhóm nhỏ nào hơn mà có thể sẽ được đưa ra trong những năm tới hay không, dựa trên cái lý thuyết về tiểu chủ nghĩa đa phương như vậy? Vâng, xin cảm ơn chị Hà. Vâng. Thưa thầy, về năm kể từ năm 2013 2014 thì đã có cái câu đàm phán về quốc, nhưng mà quốc của ASEAN đấy là giữa Philippines, Indonesia, Malaysia. Thế thì một số các lý do mà chúng ta cũng hiểu được là cái lời mời đến này đấy là mà bởi vì là Philippines đã là cái một bên kiện của Trung Quốc ở trong cái phụ kiện năm 2016, cho nên là rất khó đàm phán với lại phía Trung Quốc trong câu chuyện COC, nếu mà không muốn nói rằng là còn khó hơn cả trường hợp của Việt Nam. Thế thì sau đó thì chúng ta thấy rằng là hàng loạt các cái quốc gia khác nữa từ sau năm 2016 cũng đã ủng hộ những cái nội dung của phán quyết của tòa trọng tài PAC 2016. Cho nên là đây chúng ta đã di chuyển từ cái câu chuyện là dựa vào những cái phán quyết của trọng tài đến những cái lĩnh vực khác, và đây có thể là thời gian không phải chỉ có là Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia hay là Indonesia, Việt Nam hay một quốc gia nào khác, thậm chí kể cả các quốc gia ở bên ngoài khu vực có thể là tham gia. Và tôi thấy rằng là Trung Quốc người ta dựa vào Campuchia để mà hoạt động trong khu vực chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không dựa vào một cái quốc gia nào khác, mời quốc gia nào khác vào trong cái tiểu đa phương của chúng ta? Nhưng mà tôi hiểu rằng chủ nghĩa đa phương của ASEAN cũng đang có những cái thay đổi dựa theo những cái tình hình để mà không rơi vào một cái bẫy tư duy hay là một cái gọi là cái bẫy thể chế trung bình như tôi đã nêu trong bài phát biểu. Thế thì tôi cho rằng
là trong cái quyết định của Philippines khi mà đưa ra vụ kiện 2016 thì chúng tôi không được ủng hộ của ASEAN. Thế nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn thực hiện được cái biển đồ đó, cái vụ kiện đó, và ngay chúng tôi có những cái bằng chứng thực tế rằng là ngay kể cả cái chủ nghĩa đa phương hiện nay của ASEAN không giúp cho bản thân cho ASEAN, cho nên chúng tôi nghĩ rằng như là chúng ta đã nói tới cái chuyện là ASEAN như là một tổng thể đàm phán với lại Trung Quốc, thì Trung Quốc vẫn cài vào đấy những cái điều khoản để mà loại một số các cái quốc gia ở ngoài khu vực, hay là cấm cái việc hợp tác về khai thác dầu khí với nước ngoài ở trong khu vực chúng ta. Cho nên là chúng ta thấy rằng là có lẽ là chúng ta phải nghĩ đến cái phương án tiểu đa phương như là một cái giải pháp cho tương lai. Thì như thế nó sẽ làm đa dạng hóa cái trận đấu đi, và nó sẽ khiến cho chúng ta có thể phối hợp nhiều hơn, tạo được cái áp lực đối với Trung Quốc lớn hơn, theo những cái cách mà chúng ta có thể quản lý và có thể giải quyết được những cái vấn đề một cách hiệu quả hơn, không chỉ có dựa vào UNCLOS mà còn có thể dựa vào phán quyết của tòa trọng tài năm 2016. Xin cảm ơn. Chúng ta còn 2-3 phút nữa, như vậy là có thể cho một bình luận hoặc một câu hỏi nào đó. Xin hỏi có câu hỏi hoặc bình luận nào từ trong khán phòng không ạ? Vâng, xin mời, hãy giới thiệu bản thân và đặt câu hỏi hoặc bình luận. Vâng, xin chào ạ. Tôi là Dũng. Tôi từ Hiệp hội ASEAN, tôi là một học giả. Tôi đại diện cho các cái nhà khoa học Việt Nam. Và tôi quan tâm tới vấn đề ở Biển Đông. Bởi vì ở Việt Nam thì chúng tôi gọi đó là Biển Đông. Chúng tôi muốn có 2 câu hỏi được nêu ra đây liên quan tới phần trình bày của đại biểu từ Philippines, có nêu tới cái chiến lược chia để trị của Trung Quốc áp dụng vào ASEAN. Chính vì thế, cho nên là với tư cách là thành viên của ASEAN thì chúng tôi hết sức là lo ngại về cái chiến lược này. Câu hỏi của tôi là ASEAN có thể sẽ phải đoàn kết như thế nào để mà ứng phó với cái chiến lược chia để trị của Trung Quốc. Và gần đây thì Thủ tướng của Việt Nam cũng đã gặp gỡ tại hội nghị cấp cao ASEAN, và chúng ta cũng đã vừa mới ký kết cái hiệp định RCEP, hiệp định về hợp tác kinh tế khu vực toàn diện, đối tác hợp tác kinh tế toàn diện, và tôi cho rằng là Việt Nam sẽ khó có thể hưởng được lợi nhiều từ cái hiệp định RCEP này, bởi vì trên thực tế là chúng ta không có Ấn Độ và Mỹ tham gia cái hiệp định RCEP này. Thế thì xin diễn giả có thể bình luận thêm về cái hiệp định RCEP này, vì tôi tin rằng là Ấn Độ và Mỹ đóng vai trò rất sức là quan trọng cho việc giải quyết các cái vấn đề Biển Đông của Việt, hay chúng tôi gọi là Biển Đông Việt Nam. Hay là... Vâng, xin mời anh Richard. Vâng, tôi đang ăn ạ. Vâng, tôi cũng đang nói về Trung Quốc, chúng ta nói nhiều quá về Trung Quốc nhiều quá. Tôi không tin vào cái câu chuyện là Trung Quốc trở thành một cái đế chế trong khu vực này. Tất cả những cái tiêu cực của chúng ta đều đến từ Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng ở đây là các cái quốc gia bên ngoài khu vực của chúng ta sẽ phải đóng vai trò. Chúng ta có một chính quyền mới ở Mỹ, và tôi không nghĩ rằng nó không giống chính quyền Trump, cũng chả giống chính quyền Obama trước đấy. Nó sẽ là cái kết hợp những cái yếu tố tốt nhất của cả hai chính quyền tiền nhiệm, và đó cũng là những cái yếu tố mang tính chất răn đe. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có những cái tham gia của EU hay là Nhật Bản hay là
Australia và trong cái việc xây dựng, tham gia vào xây dựng năng lực hay là củng cố các cái thể chế cho ASEAN, đồng thời cũng có thể có sự hợp tác về phối hợp lập trường ngoại giao giữa đặc biệt là với Philippines khi mà chúng tôi sẽ có tổng thống mới trong những năm tới về vấn đề Biển Đông hay là ở hàng loạt những cái vấn đề khác nữa. Cái sự phối hợp là hết sức là quan trọng để mà chúng ta có thể tiến lên phía trước. Và chính quyền Trump thì cũng có những cái hạn chế nhất định về mặt ngoại giao, đặc biệt là trong khu vực chúng ta, ngoại trừ cái việc là tiến hành các cái chiến dịch mà tự do hàng hải. Và ở đây cũng thể nói rằng là chúng ta sẽ thấy rằng là COC có thể sẽ làm ảnh hưởng tới lợi ích của cộng đồng quốc tế ở khu vực Biển Đông. Chính vì thế cho nên là ở đây dưới chính quyền Trump thì tôi cho rằng hàng loạt các cái quốc gia sẽ được củng cố và cùng nhau ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục cái xu hướng quân sự hóa của mình ở trên Biển Đông và đóng đông lại tất cả các cái hoạt động đó để rồi trên cơ sở đó có thể làm sao cho nó có lợi cho cả Trung Quốc và ASEAN và cho các cái cường quốc khác ở trên thế giới. Bởi vì Biển Đông nó là một cái tuyến đường biển quốc tế và tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mà báo chí cứ nói rằng là tất cả những vấn đề này đều liên quan tới Trung Quốc rồi những cái vấn đề này khác. Thế còn ASEAN và Japan, như là Nhật Bản, sau những câu chuyện này thì thế nào? Chúng ta làm sao có thể, làm sao có đưa toàn cầu hóa có thể cơ hội thứ hai để mà phục hồi và đồng thời là mở rộng những cái hiệp định như là TPP có sự tham gia của Thái Lan, Philippines, Indonesia và hàng loạt những cái hiệp định song phương khác cũng có thể làm tăng cái thương mại của chúng ta từ khu vực. Tôi nói rằng là Trump là tổng thống của những cuộc khủng hoảng, hàng loạt các cuộc khủng hoảng từ y tế cho đến kinh tế, cho đến về an ninh, có rất nhiều những cái di sản để lại mà cần phải giải quyết sau chính quyền Trump hiện nay. Như thế cho nên tôi nghĩ rằng là tổng thống Biden thì tôi biết là họ cũng có cái ưu tiên cho cái chính sách đối với lại Trung Quốc, nhưng mà họ còn phải lo cái vấn đề về kinh tế, mà kinh tế mới là câu chuyện. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, thời gian thì cũng đã hết. Và trước khi tôi kết thúc cái phiên này, xin đề nghị quý vị cùng với tôi cho một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả các cái diễn giả, những người đã tham gia vào phiên thứ hai, một cái phiên hết sức là chất lượng. Xin mời mọi người cùng vỗ tay. Xin cảm ơn.